Alo, đây nhá, cái bản cuối thì anh giám đốc anh muốn thiết kế như này. Thì cái phần đây là logo, nó to đùng ở chính giữa. Và tiếp theo là các cái icon này, các cái icon ở đây này đã chuyển ra vòng tròn xung quanh đây. Đấy. Cái sống trẻ này, sống trẻ, sống khỏe, sống trách nhiệm này, sẽ viết ba cái vòng đây và chọn cái textile, cái textile nào nó gọi là nhìn nó trẻ và nó khỏe mới ấy. Xong là đây là ngày vàng tri ân này, thì viết lên trên này, trên này có một cái tách lên trên này rồi. Ngày vàng tri ân bên này có logo của Shiseido này. Shiseido thì anh lấy cái logo có background màu trắng trên mạng ấy. Đây logo đây. Đây thì là cuộc sống hoàn hảo hơn tại phía đây tư. Ở dưới là your head we care nhé, không phải là we care your head nhé. Đấy, còn cái background ở dưới thì là chỉ là cái texture gì đấy, nhìn cho nó đỡ trống thôi. Một cái background texture gì đó ông họa tiết kiểu gì được, nhìn nó trẻ mới tí. Đại loại là ba cái sống trẻ, sống khỏe, sống trách nhiệm là nó sẽ ở đây. Nó bằng một cho nó một cái textile nào đó mà nó nhìn mạnh mẽ, trẻ. Thế là xong. Với cả anh ấy đang muốn là cho cái màu mình phối ấy nhìn nó street một chút, không cần phải theo cái thương hiệu lắm. Ở đây em sẽ quay cho anh xem cái chỗ lắp sẽ lắp cái background này. Đây này, nó từ phần này đến phần này. Đây. Đấy, ở đây. Rồi thế này. Đây phần lắp đây. Đó, anh xem cần gì thì bảo em nhé.